Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Nhiều DA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Robot, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dự án đầu tịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký xem để tục những giảm mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Thế các bạn phải nói thời điểm hiện tại chính là một cái thời điểm rất là nhạy cảm khi chúng ta thấy là thị trường đang có những cú điều chỉnh rất mạnh mẽ. Bitcoin đã về dưới 20.000. Và đây là một cái thời điểm mà nếu như anh em mà biết đánh margin thì đây là một thời điểm anh em chơi khá hợp lý. Và nếu như anh em có chơi margin thì mình khuyến cáo anh em nên chơi ở cặp bit, là một cặp giao dịch có lẽ bây giờ là an toàn nhất đấy. Bình thường thì anh em hay chơi altcoin nhưng hôm nay chúng ta có thể chơi một cặp bit. Và hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái sự kiện có liên quan đến margin, chính xác là một sự kiện về future độc quyền của nền tảng MEX Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta có một cái chiến dịch của MEX Việt Nam với tổng pô tài sản lên tới là 2,7 triệu đô. Anh em hãy tìm hiểu thật kỹ về cái chiến dịch này. Và nếu như anh em chưa hiểu về chiến dịch này thì anh em hãy theo dõi cái bài đăng ở Telegram có phần tóm tắt lại cho anh em. Thì cái sự kiện này nó như thế nào? Sự kiện này cụ thể nó rất là đơn giản như vậy thôi. Sự kiện này sẽ kéo dài từ lúc 11 giờ ngày 4 tháng 7 và kết thúc vào lúc 23 giờ ngày 7 tháng 7. Thời gian chỉ có vẻn vẹn có khoảng 3 ngày để chúng ta tham gia. Đó. Thì trong cái thời gian này thì anh em sẽ có hai cái hoạt động. Hoạt động thứ nhất đó là anh em mời bạn bè đăng ký và chia sẻ tổng pô tài thưởng là 30.000 đô. Thì khi mời bạn bè thì cả người được mời và người mời sẽ đều nhận được phần thưởng là 10 đô tiền thưởng bonus. Trong các sự kiện thì người dùng đăng ký mới phải đáp ứng tổng tài sản của tài khoản lớn hơn 500 đô và số tiền giao dịch spot lớn hơn 500 đô. Đấy. Em lưu ý nhá, là cái người mà đăng ký mới thì phải nạp vào tài khoản lớn hơn 500 đô và tổng số tiền giao dịch spot lớn hơn 500 đô thì các bạn sẽ nhận được 10 đô tiền thưởng bonus. Tổng giải thưởng có thể lên tới là 30.000 đô tiền thưởng future. Chỉ những người dùng đã đăng ký mới có thể tham gia, trên cơ sở ưu tiên người dùng tham gia sớm. Đó. Và anh em sẽ có một cái form để anh em điền cho cái hoạt động này. Cái form thì nó rất là rõ ràng ở đây này. Thì anh em sẽ điền cho mình đó là cái phần đây, đây là hai cái nội dung này. Đấy, thì anh em sẽ điền UID của tài khoản MEX vào mục đầu tiên. Được chưa? Đây, mình xin lấy ví dụ cho anh em luôn. UID này. Mình nghĩ là nếu anh em mà đi mời người khác ấy, thì anh em cũng nên điền nhé. Đấy, chúng ta sẽ điền cho mình cái form, ví dụ thế này, chúng ta lột cái form này lên là xong, được chưa? Đó, đấy là hoạt động thứ nhất. Đó, thế em lưu ý là để đáp ứng điều kiện này thì cái người dùng đăng ký mới ấy, thì phải hold ở trên tài khoản 500 đô trong cái thời gian sự kiện. Thì mình nghĩ là các bạn hãy để đến, nếu mà có hold ấy, thì để gần cuối sự kiện các bạn hold thì sẽ nó sẽ rút ngắn cái thời gian của các bạn hơn. Hold và chơi nha các bạn, nhớ chơi ở bên spot 500 đô. Đó, anh em thì chơi bất kỳ cặp giao dịch nào cũng được. Sự kiện thứ hai là sự kiện chúng ta sẽ giao dịch future và các bạn có thể nhận 40 đô mỗi ngày và tiền thưởng future tối đa tích lũy là 240 đô. Thì nó rất đơn giản thôi. Nếu khối lượng giao dịch future hàng ngày lớn hơn khối lượng sau đây, chúng tôi sẽ tặng tiền thưởng tương ứng. Số phần thưởng hàng ngày tối đa là 10.000 người dùng, chỉ dành cho những người dùng đã đăng ký mới. Chỉ những người dùng đã đăng ký mới có thể tham gia, trên cơ sở ưu tiên người dùng tham gia sớm. Đấy. Thì cái hoạt động này mình sẽ hỏi admin ở bên MEX xem nào cái này có dành cho người dùng cũ không. Mình vừa liên hệ với bộ phận hỗ trợ ở bên phía MEX và họ sẽ có câu trả lời cho anh em. Sau ít phút nữa thì mình sẽ cập nhật cái phần này. Tức là cái sự kiện hoạt động 2 là mình đang có thắc mắc đó là có dành cho người dùng cũ không. Đấy, thì nói chung thì anh em cứ người dùng cũ, nếu anh em có chơi ở bên bên MEX thì các bạn cứ điền cho mình cái form này nhé, cứ điền cho mình cái form này. Đấy. Còn nội dung như thế nào thì mình sẽ ghi vào phần mô tả video hoặc là mình sẽ ghi vào trong cái bài đăng Telegram kèm theo nhé. Được chưa? Đó, thì các bạn cứ điền thông tin vào cái sự kiện hoạt động 2 này cho mình. Còn hoạt động 1 thì anh em nhớ là đây là hoạt động giới thiệu. Thì cả người giới thiệu và người được giới thiệu thì sẽ nhận được 10 đô future khi người được giới thiệu áp tâm các cái điều kiện là hô trên tài khoản và đáp ứng về cái điều kiện chay. Đó.
Còn cái hoạt động thứ hai thì nhớ là chúng ta điền form, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chay, và chúng ta chay, khi chay thì các bạn đạt đến những cái ngưỡng về vol của trên future thì các bạn sẽ nhận được cái bo loot này. Các bo loot nó sẽ là 10 đô, 20 đô, 30 đô, 40 đô dựa theo cái khối lượng tăng dần của anh em chia theo các bốc nhé. Đấy. Nó thì anh em nhớ và lưu ý là mỗi ngày thì có tối đa là 10.000 người dùng thì sẽ nhận được cái phần thưởng này. Đó thì anh em cố gắng nhé. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn cho anh em tham gia vào cái sự kiện này. Còn về cái cách chơi future thì chắc chắn là anh em trên kênh chúng ta đã trải nghiệm rất nhiều qua các cái chương trình giao dịch bo loot rồi, qua các cái sự kiện chơi future gần đây rồi, nên mình không có hướng dẫn lại anh em nữa nhé. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, video tiếp theo.